Vẻ ba tôi mà tôi lại gọi anh quay phim mình trước đây. Quay phim mình trước đây. Anh lên chơi nhá. Anh ra, anh ra luôn à? Anh đi luôn à? Không luôn, quay xong nó vào. Đi luôn, đi với đoàn luôn. Để em lên á. Anh lên. Tôi cho mình một cái bảng ánh sáng để mình quay lại các bạn mới rõ được. Nước chút mới thay thì kiểu sao đấy mai tao đưa hết rồi này. Mua xong rồi mất đi anh. Chân không ra được, cần nông cái kia. Sáng này. Nào ướt rồi. Mua xong rồi. Ra tiền nông ra rồi. Cháy luôn. Con mì 4K loại sáng hết đấy. Con 4K loại sáng hết. Loại sáng. Mấy con này thôi. Nói thật với chú, đây là ông đội quay cả. Rồi. Anh đi du lịch thế nhưng mà nhìn thấy các chú đi đoàn này thư thưa, anh lên anh ké này ra. Đây là đội này các chú. Chốc chuyển đi like các chú cho chú xem. Rơi máy này. Bây giờ máy nhập xong rồi khô đi. Nó quay gì? Nó quay mọi người. Nó quay gì? Chơi để chơi thôi. Chơi. Giống như bố mày anh ạ, à, quay thế. Bố mày thích thì bố mày quay. Điện thoại bố mày quay. Ơ, con gì nhảy này? Cá. Nhảy. Cá này. Xoay, tôi mới giới xoay, cần lái xoay cả thảy luôn. Xoay được không? Xoay được ấy. Đấy. Quá đẹp. Ui, quá đẹp. Quá đẹp. Mãi không biết lấy ra. Sông lông luôn. Sông này lâu hơn Đồ Sơn cái Hạ Long. Ừ. Này một ngày đi được mấy bao chuyến anh? Được qua chuyến anh ạ. À đấy à? Thế tốt rồi. Nhưng mà đi ra câu có mà không hay là mình đi gọi đi giải trí thôi. Có. À đấy à. Nói chung là đi có giải trí là nhiều. Trí là nhiều. Có thì nó tỷ lệ. À. Anh mình đi ăn thua còn nước nữa chứ không phải. Chủ yếu cho các cháu này, con trai này. Nó trải nghiệm anh ạ. Trải nghiệm này, thấy chưa? Đấy, ấy giời, sướng chưa? Rất chưa? Bố cho đi chơi chứ. Ta đi công vụ có giải chơi con. Hả? Ừ. Đấy, đi phải lấy về cái lò mà nó. Thôi sập sơn tội đi. Nào kia quay tiếp đó. Cái làm đi. Ủa chân lên thôi. Nào bên trên máy đổ.
mực chưa? Con nước không đẩy chứ mình biết đéo. Nhả đéo. Dưới người sao không? Cần đâu, cần đâu. Cần đấy, cần mới cần. Các bác chuẩn bị vung cần. Con đèn này nó vớt à? Thả đéo, vớt, câu vớt. Vớt là câu. Câu con nào vớt con đấy, răng con bao nhiêu? Thầy lại thèn không? Thầy thèn không? Thầy lùi được không? Vớt ta ngồi tàu được không? Hả? Ôi đúng rồi đấy. Một cái rồi à? Mấy cái à? Ba bốn cần. Mỗi thằng cái. Mỗi thằng cái. À khuyên mỗi người cái nhỉ? Sao này thằng được? Nào anh vừa ấy không? Có say xe ô tô. Là rút nữa hay là lật? Quay quay. Quay 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 đi. Quay quay. Không biết bây giờ nó cắn anh. Quay lên đi. Chật. Quay đấy, cầm quay đèn cho bác, cầm đèn cho bác. Hay đấy. Chào bà, cô đi câu cá, câu mực về cho người yêu. Vâng, bác phóng viên bác đi đang quay này. Ra biển. Mày có câu không? Thả sâu anh, thả sâu xong rồi mình cứ thả xong rồi cùng đi. Cắn ở căng rồi. Anh ơi, con bé này xúc vào chỉnh thôi. Nó cắn ở cái thế nó chạy ra gì? À, nó kéo ra gì? Ừ, bé này thắt theo lên xúc vào chỉnh thôi còn. Kia nãy chắc là đéo một câu ra lượn vòng về. Mỗi câu đéo được đâu bạc kia được. Giết anh. Đã hay say sóng rồi nói chuyện. Đúng rồi. Em tưởng nó có cái mồi sáng rồi anh. Hò sáng á. Ừ, mồi cơ. Buổi sáng thì nó ấy luôn. Hay mà lắc hơi à?